là bố mẹ em thì ủng hộ cho cái quyết định của em. Nhưng mà anh tin rằng là bố mẹ nào ở trong sâu thẳm cũng sẽ là cái xác suất là lo lắng khá là nhiều. Giống như ba mẹ anh ngày xưa thôi, lo lắng nữa, ủa sao tự nhiên đang đi làm công việc ổn định vậy, cho nên giờ sao con lông bông. Người lớn rất hay dùng cho mình cái chữ lông bông là ủa đi, ba mẹ anh không, ba mẹ tụi mình chứ không thể hiểu được cái chữ freelancer là gì hết. Làm nghề tự do là làm nghề gì con? Giờ nói làm nghề tự do là làm gì? Thật ra ngay giai đoạn đó mình cũng không biết là, lúc đó anh chưa viết sách nữa và anh cũng đang làm những cái job mà kiểu là mình làm copywriter này nọ thôi, không biết gọi tên thì sao ấy. Rồi cái giai đoạn đó, lúc nào mà em chưa thực sự mà có một cái công việc cụ thể là đi chụp hình như thế này, thì lúc đó em trả lời là em làm cái gì? Trả lời bố mẹ em làm cái gì? Thì anh nói một cái em thấy rất là hay là ba mẹ hay thích những công việc ổn định. Tại cái độ tuổi lớn hơn mình, họ hay thích công việc ổn định và họ chọn công việc như là làm cho một cái tổ chức công ty nào đó hoặc đặc biệt là phải vào nhà nước. Và họ nghĩ là làm công việc ổn định nó sẽ là làm xong rồi mốt lên, lớn lên giảm có lương hưu và ổn định này nọ. Lương hưu bảo hiểm, lương chức. Dạ đúng rồi, chính xác. Và em hay hỏi ba em, ba em cũng nói em điều đó. Em hỏi ba em là ổn định là sao ba? Là nghèo ổn định hả? À, thế rồi em mới nói là mặc dù công việc hiện tại nó có chưa tốt nhưng mà mình cố gắng mình làm nó sẽ là cái của riêng mình, và khi đó nó sẽ tốt hơn là cái việc mà mình ổn định trong một cái cuộc sống nó không đầy đủ. Thì em chỉ chia sẻ như vậy thôi. May mắn là chắc là không có nhiều người đâu, chứ may mắn là ba em cũng tin tưởng em. Tại vì từ xưa tới giờ thì em cũng không có làm gì gọi là có một cái ấn tượng nó không tốt với ba mẹ, cho nên cái uy tín của mình á, xây dựng từ xưa đến giờ nó giúp cho mình vượt qua những cái lúc như vậy. Tự nhiên cảm thấy anh em mình á là những người rất là may mắn. Mình may mắn vì mình có một cái gia đình không hẳn là ủng hộ nhưng mà họ tôn trọng cái sự lựa chọn của mình. Còn có rất nhiều bạn bè của mình á, khi mà anh viết cái cuốn sách đầu tiên của anh là cái cuốn Mình Đang Sống Cuộc Đời Của Ai á, là bởi vì anh đã tiếp xúc trò chuyện với rất là nhiều những cái người nhỏ tuổi hơn mình. Họ hoàn toàn không có được sống cái cuộc đời mình muốn. Một cái cuộc đời sinh ra phải làm bác sĩ, phải làm giáo viên, họ phải nối nghiệp gia đình bla 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 bla. Và cái áp lực đó đó không phải là đến áp lực từ chuyện la mắng đâu. Anh từng đối diện với một cái đứa bạn đó, nó bị một áp lực là mỗi lần mà nó nói cái ý mà nó muốn á là ba nó sẽ bị lên huyết áp. Thì anh cũng không biết là lên huyết áp thật hay là một cái hay là một cái màn diễn. Nhưng mà bây giờ đó, ví dụ như anh nghĩ là nếu bố mẹ mình mà là mà không cho mình làm, la mình á, thì rồi mình còn cố gắng mình phản biện lại, mình nói lại. Nhưng mà ví dụ như anh nghĩ nếu lúc đó bố mình mà đang xong hay là mẹ mình bị ốm rạc người thì nhiều khi mình cũng không đủ can đảm hay cái sức mạnh như mình đã từng tưởng tượng là bố mẹ bị gì kệ bố mẹ, con sống cuộc đời của con nó cũng sẽ bị rất khó. Nên anh nghĩ có lẽ là những cái bạn mà đang xem cái tập Mainstay này, mà nhiều khi các bạn này cũng đang rơi vào một cái vòng luẩn quẩn giữa chuyện là sống cuộc đời mình muốn hay là sống cho người khác, thì nhưng mà thực tế thì em thấy là cái lo lắng của bố mẹ nó cũng là đứng trên cái phương diện nào đó rồi cũng muốn tốt cho mình. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà cuộc đời của mình thì mình phải biết là mình giỏi cái nào, mình mơ ước cái gì mà mình có khả năng làm được không. Và khi quyết định anh làm freelancer nó không phải là công việc dễ dàng. Một khoảng thời gian dài là khoảng gần một năm trời, cái thu nhập của mình, anh nghĩ từ một cái người có thu nhập ổn định, mức lương cũng khá là tốt, tới việc mà mình nghĩ đó mình làm một việc khác nhưng mà nó không có ra tiền. Tại mình lúc đầu làm nó chưa ra tiền và mình phải bỏ rất là nhiều tiền vào để mình nuôi dưỡng công việc đó. Thì thực sự nó rất là khủng hoảng nếu như mình không có bước chuẩn bị. Và như vậy là chứng tỏ là ngoài cái sự chuẩn bị cho một cái cuộc đổi dời đó về về mặt tài chính nè, về mặt tinh thần, em cũng là một cái người rất là kiên nhẫn đó chứ. Bởi vì rõ ràng nếu như bản thân của mình đi một cái chặng đường 3 tháng, 6 tháng mà mình thấy mờ mịt quá, chưa tới đâu, thì có khi nhiều người sẽ lại rẽ qua một cái hướng khác hoặc là quay về cái con đường cũ. Thì tính ra em là người kiên nhẫn trong vòng một năm đó chứ. Em cũng nghĩ em là người kiên nhẫn. Thực ra là có nhiều lúc mà mình cũng muốn quay lại con đường cũ, chứ không phải là không. Nhất là cái đợt dịch đó. Đợt dịch là thu nhập nó gần như là không có, mình chỉ sống mà mình cầm cự thôi á. Thì mình suy nghĩ là có khi nào mình lúc này mình quay lại công việc cũ á thì cái thu nhập mình nó vẫn ổn định, nó mặc dù nó có xảy ra, nói chung là nó cũng không nhiều nhưng mà nó sẽ giúp cho mình sống qua được cái giai đoạn đó. Nhưng mà tại vì do tính cách, chắc là nghĩ là do tính cách, em muốn làm cái gì thì em làm tới cùng cái đó. Chính vì thế mà em giữ được cái công việc hiện tại tới lúc này.